Chào anh chị, hôm nay cửa hàng xe điện cho em Tây Ninh xin giới thiệu đến 4 cái mẫu xe Lamborghini. 4 cái dòng xe Lamborghini này là hiện tại trên thị trường đang rất là hot. Do có một số khách gửi mẫu xe Lamborghini qua để mà cần tư vấn thì khách hỏi sao mà cũng là Lamborghini nhưng mà sao nhiều giá quá. Thì hôm nay là cửa hàng là gửi đến anh chị 4 cái dòng xe Lamborghini này để mà mình tham khảo nha. Thật sự ở trên thị trường đó là dòng xe điện trẻ em Lamborghini đó, có chắc cũng phải là trên 10 mẫu luôn nha. Nhưng mà hiện tại thì ở cửa hàng thì có sẵn 4 mẫu này, cho nên là bên em quay sơ nét về từng dòng xe để anh chị tham khảo nha. Thứ nhất là dòng xe Lamborghini HS901 và cái màu xanh dương này. Xe này hiện tại trên thị trường cũng có rất là nhiều phiên bản nha anh chị. Phiên bản ghế nhựa nè, rồi màu không sơn, rồi phiên bản ghế niệm da màu sơn đó. Cái xe màu xanh này là phiên bản là màu sơn nha anh chị, thì nó đắt hơn phiên bản không sơn tầm 200-300 nghìn nha. Kế tiếp theo là dòng xe HS901. Dòng xe này hiện tại trên thị trường có 3 phiên bản luôn, phiên bản hai động cơ, ghế niệm da, phiên bản bánh cao su hai động cơ, và phiên bản cuối cùng là phiên bản là 4 động cơ bánh cao su. Bên này cũng vậy ha, cái dòng xe mà cái mã số là 63 này nè, thì nó cũng là hiện tại trên thị trường cũng có 2 phiên bản luôn, là phiên bản là bánh nhựa và bánh cao su. Dòng này cũng vậy luôn ha, cái dòng xe này là mới ra luôn, cái mã số là STO nha anh chị. Xe tất cả những dòng xe này thì có điều khiển từ xa hết luôn, tất cả những dòng xe có điều khiển từ xa, kết nối được bộ Bluetooth. Xe nào cũng có điều khiển từ xa cho những cái bé nhỏ mình sử dụng được. Đặc biệt cái dòng xe này nha anh chị, cái dòng mới ra này nó có luôn cái chức năng drift nha, là nó xoay được nha anh chị, rất là mạnh nha. Dùng hai động cơ lớn. Như những cái dòng xe khác ở trên cái vô lăng á, nó có hai cái nút, một bên kèn và một bên nhạc. Riêng cái dòng xe Lamborghini này thì nó là chính là cái chức năng drift, nó quay bên phải hoặc quay bên trái bánh nha. Khi mình ấn vô nè thì nó sẽ xoay cái bánh nha anh chị, đây cái bánh đây ha, mình ấn vô nha, đấy bên này cũng vậy, mình ấn thì nó sẽ xoay ha, có nghĩa là đang chạy mà mình ấn cái nút này á thì nó sẽ xoay luôn. Đó cũng là một cái mẫu mới nhất năm 2023. Phần đuôi xe thì thiết kế mỗi mẫu thì mỗi phiên bản thì khác nhau nha anh chị, nhưng mà nó đều thể hiện cái sự mạnh mẽ nha, thể thao. Ở bên trên quay xuống, tùy theo cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái đam mê thích mẫu mã của xe Lamborghini thì anh chị nhắn tin cho bên em đi, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình để mình chọn được một cái dòng xe ưng ý nhất nha anh chị. Mỗi một dòng xe thì giá xe nó sẽ chênh lệch nhau nha, khác nhau hết luôn nha anh chị, và từng phiên bản thì nó cũng chênh lệch nhau tí xíu về giá cả nha, về nâng cấp nó cũng giống như là cái điện thoại mình vậy đó, giống như là iPhone 1, iPhone 2 gì ha, iPhone 3 gì đó. Samsung cũng vậy, và xe ô tô điện cho em cũng vậy, nó cũng phân biệt ra rất là nhiều phiên bản. Tuy một mẫu mình nhìn nó giống nhau luôn nha anh chị, nhưng mà nó khác nhau về nội thất nha. Rồi 4 cái dòng xe Lamborghini này hiện tại bên cửa hàng em đều có sẵn nha. Anh chị thích cái mẫu nào inbox bên em sẽ hỗ trợ tư vấn mình kỹ hơn để mình chọn một cái dòng xe phù hợp cho bé mình sử dụng nha. Rất là cảm ơn anh chị đã đặt những cái câu hỏi về dòng xe Lamborghini này. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái đoạn clip tiếp theo nha.